Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình có làm bánh tằm phơi mì nè. Với cái cách làm này thì rất là đơn giản và nhanh nữa. Thì bánh tằm khi mà làm xong thì rất là dai dẻo nè. Nước cốt thì béo béo thơm thơm của mè nữa. Nếu mà các bạn thích cái món bánh này thì mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình nha. Cái củ phơi mì của mình này thì mình mới cân này là 2,3 kg luôn nè. Quá chừng bự luôn. Nguyên một bụi đó là khoảng chừng cỡ 20 kg hay mấy ký luôn đó cả nhà. Nhiều lắm luôn mà mình lấy ra một củ để mình làm. Mình rửa sạch vậy nè. Bây giờ thì mình lột vỏ ra. Cái củ phơi mì này mình phải dùng cái dao hơi lớn lớn một chút nè, mình làm mới nổi nè. Cắt ra làm 2 làm 3 khúc gì để mình lột cho nó dễ. Quá trời bự. Ôi. Phơi mì vàng nha cả nhà. Cái ruột nó màu vàng. Chứ không phải trắng. Cái này mình đào hôm qua mà hôm qua mình có cuốc đất đó, có kêu cô be lại cuốc đất đó này, cái mượn cô be móc lên luôn nè, chứ mình đào cũng không nổi luôn á, sâu tuốt ở dưới á. Cái này thì mình trồng là khoảng năm mấy 2 năm nay rồi đó. Quá chừng bự mà không có bị cay nha cả nhà, không có chai nha, ngon lắm. Củ phơi mì này nè, thịt không à. Thường thường á, người ta sợ phơi mì lớn nó sợ bị cay đó, mà không có bị. Rồi thì mình rửa sạch rồi, bây giờ mình bào. Đây là cái bằng bào nè. Với đây là cái thao. Mình bào cho nó rớt xuống cái thao này. Rồi đây nè, mình bào cũng nhanh quá chừng luôn nha. Mới bào chút xíu mà được nhiêu rồi nè. Mình bào nãy giờ đã xong rồi nè. Một củ khoai 2,3 kg. Mình bào gần được thao luôn nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ vắt nước nha. Mình vắt nước mình để riêng rồi. Cái này thì mình để riêng. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái khăn the gì nè. Vắt lấy nước ra. Cái này mình dắt cho thiệt là khô luôn nha. Dắt chừng nào mà mình cảm thấy mà nó không còn ra nước nữa thì tới đó mới được nha. Đó. Đây nè, khi mà mình dắt nước ra hết thì còn cái của phơi mì nè. Đó, thì mình để vào cái thao. Rồi thì mình đã vắt xong rồi nè. Rồi đây là nước phơi mì nè, mình vắt rồi nè. Rồi thì bây giờ mình để đây cho nước nó lóng xuống. Khi mà lóng xuống thì ở dưới đáy nó có một lớp bột. Mà cái lớp bột đó thì nó rất là dẻo luôn. Mình trộn chung với phơi mì này nè. Thì phơi mì mới dẻo nha cả nhà. Rồi mình để đây vài tiếng đi nha. Rồi đây là cái nước hôm qua mình vắt ra nè. Rồi mình để lóng xuống rồi nè. Cái phần này là cái phần bột của phơi mì nè. Cái phần này thì mình trộn vô thì phơi mì rất là dẻo hơn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn hết vô cái thao phơi mì bào này.
mình rửa tay cho thật là sạch rồi bây giờ mình nhồi nha, mình trộn chung vô cho đều luôn. Rồi thì bao nhiêu khoai mì đây là khoảng 700 g, mình bào xong rồi mình cân á. Rồi nếu mà muốn cho khoai mì dẻo hơn nữa thì đây là mình sẽ cho vô đây là 50 g bột năng nha, 70 g đường, 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn cho đường và bột đều với nhau. Trộn đều rồi thì bây giờ mình sẽ chia ra làm 3, tại vì hôm nay thì mình làm 3 màu, màu xanh lá dứa và màu tím lá cẩm và màu vàng. Chia ra để mình trộn màu nha. Bên đây thì mình sẽ làm màu lá cẩm. Bây giờ thì mình sẽ cho vô đây là 2 muỗng. Rồi mình trộn cho màu và khoai thấm đều với nhau nha. Màu lá cẩm thì xong rồi thì bây giờ thì mình sẽ trộn màu lá dứa nè. Lá dứa thì mình cũng xay mình lấy màu. Mình cho vô đây là 3 muỗng đi, tại vì cái màu lá dứa này thì nó hơi nhạt đó. Rồi bây giờ mình cũng trộn đều lên. Rồi thì cái màu lá cẩm và màu lá dứa đã xong rồi, bây giờ thì tới mình làm cái màu vàng nha. Khoai mì này thì cũng có sẵn cái màu vàng rồi, nhưng mà để cho cái màu đậm hơn thì bây giờ ở đây là mình có một ít màu bột nghệ đó, mình sẽ cho vô đây cho cái màu nó được đậm hơn. Rồi bây giờ thì mình trộn cho màu thấm đều. Hôm nay thì mình sẽ ăn với nước cốt cho nên mình không có trộn nước cốt vô. Mình lót một miếng lá chuối ở dưới cái sửng như vậy nè. Xong rồi thì mình sẽ để khoai mì vô đây để mình hấp nha. Mình cho từ màu vô rồi mình chan ra mỏng mỏng như vậy nè. Cái sửng mình hơi nhỏ cho nên mình hấp một lần thì được có 2 màu thôi. Rồi bên đây thì mình sẽ cho cái màu lá dứa. Rồi như vậy là mình đem lên mình hấp luôn. Cái sửng hồi nãy giờ thì mình bắt lên đã sôi rồi nè. Bây giờ mình cho cái sửng này lên để mình hấp luôn. Mình chừa cái lỗ hở như vậy nè để cho cái hơi lên để cho bánh chín nha. Rồi cái này thì mình hấp thời gian 10 phút. Trong thời gian đợi bánh chín thì bây giờ mình sẽ đi thắng nước cốt để ăn với bánh nha. Mình dắt lấy là 500 ml nước cốt nè. Rồi mình có đây là một muỗng canh bột năng, 1 muỗng rưỡi ăn canh đường,
nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ thì mình quậy cho đường và muối bột tan hết xong rồi mình mới bật lửa lên để mình nấu. Đây là lá dứa nè, mình để lá dứa vô để cho thơm á. Khi mà nước cốt chuẩn bị sôi lên thì bây giờ mình sẽ quậy nha. Mình quậy để cho bột đừng có bị giấm cục á. Rồi thì nước cốt sôi lên được một hồi rồi nè. Có cái độ sánh kẹo như gì là được rồi. Bây giờ mình tắt bếp. Bánh thì mình hấp hồi nãy giờ cũng 10 phút rồi. Bây giờ mình thăm coi chín ra nha. Rồi mình thấy bột trong rồi nè, không có còn dính bột sống vô chân chiếc đũa nữa là gì là được rồi. Giờ mình lấy ra. Rồi thì giờ còn cái màu vàng thì mình sẽ hấp cho rồi luôn nha. Cũng thời gian là 10 phút. Thì bánh chín rồi, mình lấy ra mình để nguội rồi nè. Rồi giờ mình sẽ cắt ra nha. Cái màu vàng tươi quá chừng đẹp luôn. Cái bề bên dưới nè, láng mịn luôn ha. Rồi cắt ra. Mình cắt cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Trước khi cắt thì các bạn thoa một ít dầu ăn vô cái kéo vậy nè, để mình cắt cho nó đừng có dính kéo á. Cắt sợi nhỏ nhỏ gì thì mình thấy ăn dễ hơn. Cái màu lá cẩm cũng đẹp quá chừng luôn. Cái màu xanh lá dứa này thì nó tiệp tiệp với cái màu lá chuối. Rồi đây cả nhà ơi, cái bánh của mình đã xong rồi nè. Mình sắt ra xong rồi mình sắp vô dĩa rồi nè. Khi ăn thì mình cho nước cốt vô nha. Mình ăn với nước cốt thì sẽ béo và ngon hơn. Đây nè, mình có làm sẵn một chén rồi. Bây giờ mình sẽ chan nước cốt lên. Rồi xong rồi mình cho một ít mè lên nha. Rất là thơm luôn. Rồi mời cả nhà nha. Khoai mì thì rất là dẻo luôn nè, béo béo của nước cốt, thơm thơm của mè. Có hơi vị ngọt một tí xíu thôi, không có quá ngọt nha. Rồi thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái món bánh tằm khoai mì đó. Cách làm thì rất là đơn giản luôn. Nếu mà các bạn thích cái món này thì bữa nào nhà có khoai mì các bạn làm cho gia đình mình dùng nha. Video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.